hãy chụp lấy quả bóng nè. Hay cha. À quá chuẩn quá chuẩn. Bây giờ ông ném lại cho tôi đi, ông ném lại cho tôi đi. À coi đi coi. Ây cha. À trời ơi các ơi, tôi chụp chuẩn quá. Được rồi, bây giờ tôi ném lại cho Jack này. Hay cha. À Jack bắt dính lại rồi, được rồi. Bây giờ ông ném cho tôi cái tôi ném vô lỗ này. Rồi 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 rồi. Hay cha, được rồi. Hay cha, vô lỗ đây, vô lỗ đây. Ôi trời ơi, hụt rồi. Hụt mất tiêu rồi. Được rồi, ném lại cho tôi đi Jack ơi, ném lại, ném lại đây. Ây cha. Ôi trời ơi, hụt rồi. Trời ơi, rớt bóng rồi. Ôi trời đất ơi. Ủa ai vậy? Ủa anh là ai vậy? Trả bóng cho em đi, em đang chơi với bạn em mà. Gì? Ôi trời ơi, anh giỡn hoài trời ơi, bóng này là của ai rõ ràng. Em với bạn dắt của em đang chơi bóng gỗ, bây giờ anh trả cho em đi, trả em đi. Anh trả đi mà. Ôi trời, anh ngang ngược vậy, trả bóng cho tôi không là tôi mét mẹ là chết anh luôn á. Nghe, đưa bóng lại cho tôi, lại lên, lại lên, lại lên. Bóng trả đúng không? Đúng rồi, trả cho em đi. Đây nè. Ôi trời ơi, ơi anh bóp cái bánh của mình nát luôn rồi. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Được rồi, để tôi lo chuyện này cho. Bây giờ anh dám làm vậy đúng không? Anh là đứa nào? Được rồi, ông mẹ mày làm tao tức giận rồi đó. Tô gà một khi đã tức giận thì coi chừng đó. Được rồi Jack ơi, banh của ông này cầm lấy đi. Ây da, nhưng mà đau quá, bị nó đấm một cái đau quá. Trời ơi anh ơi. Trời ơi đau quá Jack ơi, ông đấm vô cái mặt cái tôi ơi. Ờ sao ông gà ơi. Không sao đâu, thôi được rồi. Có gì bữa sau tôi mua chồng qua cái bóng gỗ Jack. Còn bây giờ tôi về đây. Bye bye. Trời ơi bị đấm đau quá các bạn ơi, tức quá mà bắt nạt mình các bạn ạ. À. Và chào mừng các bạn đến với kênh Tô Gà TV, và trước khi vào video các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như là chào mừng người đồng sinh tốt tim nha. Và đừng nhớ đừng like để tôi hả đỡ buồn tại vì tôi vừa bị đấm vô mặt cái trời. À, tôi tức quá, tôi không thể nào để chuyện này diễn ra như vậy được. Tôi quyết định rồi, bây giờ tôi sẽ tới phòng tập gym để mà tập cho tôi thiệt là đô lên để có thể trả thù cái thằng đó. Rất may là làng sinh tố vừa mở một chỗ tập gym các bạn, đây chính là cái chỗ bệnh viện hồi trước nhưng mà nó đã hả đổi thành cái phòng tập gym rồi. Nào này chính là cơ hội của tôi để tôi có thể tập đô lên để tôi đánh lại thằng kia. Để mà Jack có thể thấy tôi hả là một người đàn ông thực thụ. Được rồi. Ồ oh, wow, chỗ này nhìn thấy quá vậy trời. Ôi ừ, không biết có ai lẽ mình đăng ký tập gym trong này. Ôi hình như có ai ngồi kia. Ờ được rồi được rồi. Anh ơi, anh ơi cho em đăng ký tập gym chỗ này với anh ơi. Ồ chào em. Trời dạ. Ơi trời ơi anh đồ anh, anh ơi, được quá trời quá đất. Ồ cái này là đăng ký phòng tập gym đúng không anh ơi? Em muốn đăng ký tập rồi, à, để em có thể thiệt là đô luôn. Dạ. Hiện tại phòng gym của anh đang có chương trình miễn phí một tháng. Ôi quá đã qua đây. Được rồi vậy em sẽ đăng ký ngay, em ký ngay luôn nè. Cha. Trời. Mệt quá. Trời ơi mình ơi hít đất đây các ơi. Trời ơi tôi mệt quá, trời hít đất mệt đây chứ. Nhưng mà không sao vì một cái body thiệt là đô, tôi sẽ tập tiếp rồi. Được rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai chà, hay chà. Trời ơi mình đang tập tay này các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Hai cái cục đá này có gì đâu. Trời ơi, ai chà. Trời ơi nặng quá anh ơi, đợi giúp em chứ, đợi giúp em chứ. Trời ơi em phải tự tập, em tự tập em mới tập. Được rồi em sẽ tự tập. Hay chà. Chết ông nổi rồi. Cô lên, cô lên vì cái bộc body thiệt là đô. Chúc mừng em đã hoàn thành khóa huấn luyện một tháng của trong phòng. Ôi trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình lên đô lên một chút xíu rồi này. Trời ơi không phải chút xíu là mình gất lại đô luôn. Mình tự tin mình có thể xử lý được thằng kia rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn thầy rất là nhiều. Được rồi con sẽ trở lại. Được rồi bây giờ mình đã đô lên rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái thằng hồi xíu nó bắt nạt mình cái thằng dắt này hả. Mình trả thù nó thôi, let's go. Ông cứ đi theo tôi đi, tôi sẽ cho ông thấy. Thôi bỏ qua cho nó đi, thấy mình đâu có đáng đâu. Trời ơi không có gì là không đáng hết. Được rồi bây giờ ông cứ theo tôi, ông cứ đi theo tôi, ông sẽ thấy được tôi đấm vô mặt nó cho bà coi các bạn ơi. Được rồi mày đâu rồi, mày đâu rồi, tôi thấy được hắn rồi các bạn ơi. Được rồi các bác chắc nhìn này, dắt mà các bạn hãy nhìn tôi xử lý nó trong một nốt nhạc này. Được rồi ơi, cái thằng kia mày còn nhớ tao là ai không hả? Không bữa bị tao bắt nạt nè. Ôi sao giờ bây giờ nhìn nó cũng bự hơn tôi vậy. Mà không sao, mày không biết là tao đã tập gym và bây giờ tao rất là mạnh và tao sẽ cho đấm mày. Ây cha 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 cha. Trời ơi sao bây giờ nó còn bự hơn tôi nữa vậy, chắc là không chịu đâu, chịu đâu. Tôi về, tôi mét mẹ tôi đây. Mét mẹ đây, mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa, ai kia vậy, ba mình kìa. Ôi ba, ủa ba mình đang làm cái gì vậy ta? Ủa, cái gì vậy? Ôi trời, bắt đầu thí nghiệm cái loại thuốc bớt. Ba mình lại làm thí nghiệm gì hết các bạn ơi. Rồi để coi ông thí nghiệm cái gì coi. Rồi để ra lửa con rồi. Ủa, mình làm cái gì vậy trời. Ôi, ba mình bắt con heo ra ngoài kìa. Ôi trời ơi, ở đây làm gì vậy trời. Rồi, chuẩn bị đi. Ta sẽ quăng loại thuốc vô mày nè. Ờ, thuốc đó hả? Cho
hoài. Ôi trời đất ơi, các bạn ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Từ từ mình nhìn kỹ coi, sao ba mình vừa quăng cái thuốc vô con heo, cái con heo nó biến thành cái gì rồi? Ôi trời ơi, hình như nó trở thành một con heo sáu mũi. Các bạn nhìn kia, đo quá trời quá đất. Trời ơi, ba tôi lâu lâu chém mấy cái gì xịn quá vậy trời. Wow, quăng vô con heo cái là con heo thành con heo sáu mũi luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, ông làm gì ông bỏ con bò vô con heo vô lại rồi kìa các bạn ơi. Ôi trời ơi các bạn ơi, công nhận là hay thay thì hay ho thiệt sự luôn á. Ôi bây giờ tới con bò thôi, lại ông thí nghiệm cho con bò sao? Ba mình lại thí nghiệm cho con bò kìa. Wow, ôi trời ơi các bạn nhìn kia, nó lại trở thành một con bò đó rồi. Trời, để nhìn coi. Ui con bò này chắc cũng có 6 muối đi. Còn. Ôi trời ơi các bạn nhìn kia, nó có 6 muối thiệt luôn. Để nhìn cái bụng nó kia, trời ơi quá đã quá đã luôn. Trời, ba mình công nhận là thiên tài thiệt sự mà. Ôi trời ơi, bây giờ tất cả những cái con hồi nãy nó trở thành 6 muối rồi kìa các bạn nhìn kia. Bây giờ con cừu nó cũng mọc lên 6 muối rồi, nó non rồi, con heo, con bò, tất cả các con luôn rồi. Xịn quá trời, xịn quá trời. Đúng rồi, tiến sĩ đại tài. Wow, hay thiệt sự các bạn ơi. Ôi trời, ông từ xưa kêu mình là tiến sĩ đại tài. Ôi Ôi, gì vậy? Không rồi kìa các bạn ơi, nó không rồi, mấy đứa nó không, nó đo lên, nó không, nó đấm ba mình quá trời luôn. Trời đất ơi, trời ơi, tôi bảo ngay mà, thuốc của ba tôi ơi, xịn thiệt. Ông làm rớt thuốc ở đằng kia rồi kìa các bạn ơi. Ôi, tranh thủ. Cái gì đây? Thuốc cơ bắp ba. Ôi trời ơi, cơ hội mình đây rồi. Nhưng lúc ba mình không có để ý, ba mình đang bị mấy cái con kia dí đánh. Bây giờ mình sẽ dùng cái thuốc này lên cơ thể của mình. Ôi trời, trời, mình đi xa lại. Bây giờ mình có thể dùng cái thuốc này để lên cơ thể của mình, để mình sẽ có cơ bắp nhiều hơn nữa và sẽ không bị cái thằng kia bắt nạt nữa được rồi các bạn ơi. Hay cha. Ôi, tôi cảm thấy trong người tôi cơ bắp nó đang nở ra các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, các bạn nhìn tôi đây, tôi đã trở thành to gà rất là đôi sáu muối, còn bự hơn hồi nãy nữa các bạn nhìn này. Cái bụng của tôi bây giờ nó cục luôn. Trời ơi quá đã, tay của tôi cũng rất là cơ bắp nữa. Được rồi, đây chính là cơ hội của tôi để có thể đi trả thù thằng kia rồi các bạn ơi. Bởi vậy các bạn đừng quên like và subscribe cho video này của tôi để ủng hộ tôi đấm bay thằng kia nha các bạn. Bây giờ tôi đang rất là no rồi, đi thôi. Không biết thằng đó đâu rồi các bạn ơi, không lẽ nó nó lại ở sao sao lại con dắt ở đó vậy? Ôi ơi, dắt coi chừng kìa, dắt ơi, coi chừng kìa. Trời ơi, nó đã mà dắt bay luôn rồi. Trời ơi, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao ngươi lại dám bắt nạt bạn của tao hả? Tao tức giận rồi đó. Mày có biết bây giờ tao rất... nhưng mà tao bây giờ đã trở thành phiên bản khác rồi. Các bạn nhìn đi, mình đã có 6 muối và rất là đô rồi. Bây giờ mày chỉ là một thằng nhóc con chút ép nhỏ hơn tao rất là nhiều lần. Bởi vậy bây giờ mày phải xin lỗi tao trước khi đã. Xin lỗi nè. Thằng này láo các bạn ơi, vậy là nó vẫn chưa hối lỗi. Được rồi, vậy thì tôi sẽ... Mày đây con, mày đứng lại. Mày sao? Mày muốn làm gì hả? Thằng này, mày đứng lại đây. Mày đứng lại đây. Mày rớt xuống đây, tao xử mày tiếp nè. Trời ơi, tôi mạnh quá các bạn ơi. Thằng này bây giờ không phải là đối thủ của tôi nè. Mày xuống đây. Mày chạy đi đâu hả thằng kia? Ôi, các bạn ơi, tôi vừa cảm thấy cơ bắp của tôi lại nó vừa sờ bự lên nữa rồi. Bây giờ nhìn tôi bự hơn hồi nãy luôn rồi này. Trời ơi, nhìn cơ thể của tôi đây, quá trời bự luôn, sao muối nó còn bự hơn nữa. Thằng kia đứng lại, thằng kia nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đứng lại coi. Thằng đó đâu rồi hả? Con heo này, con bò này. Ôi, nghe tiếng ai vậy? Ai kêu vậy? Ôi, cái gì vậy? Dắt ông tới đây làm cái gì? Trời ơi, ông không thích hả? Trời ơi, bây giờ tôi đã 6 muối quá đô, quá bự và tôi có thể hả? Đứa nào bắt nạt ông là tôi đấm nó. Ây da, thằng nào? Ôi, nó làm gì? Ôi, nó quăng đá vô mặt tôi. Ây da. Được rồi, mày muốn như vậy đúng không? Cái thằng kia nó còn đứng trên cây nó bắt nạt tôi kìa Dắt ơi. Vậy là bây giờ tôi sẽ phải quay đứng đó. Ây da. Mày này con, sập cái cây luôn này rồi. Mày sao? Chọc giận tao rồi đó. Không có gì là bình tĩnh hết. Mày đứng lại được rồi. Mình sẽ bứt cái cây này ra để mình làm vũ khí luôn. Hay cha. Mình đã cầm luôn cái cây trên tay rồi. Các ơi, mình đồ quá, mình quá mạnh. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Trời ơi. Không có gì, bình tĩnh lên Dắt ơi. Hắn bắt nạt chúng ta mà. Hay cha. Mày nè. Chết mày rồi, mày hết đường rồi hả thằng kia? Bây giờ tao sẽ xử lý mày, tao sẽ xử lý mày luôn. Ôi trời. Ôi, tao đã bự hơn nữa rồi các bạn ơi. Ôi trời, các bạn nhìn nè, tôi đã bự quá trời quá đất luôn. Ôi trời đất ơi các bạn ơi, bây giờ mình bự quá rồi nè các bạn nhìn nè, tôi bự hơn căn nhà thằng Dắt bây giờ chỉ bằng cái chân của tôi rồi. Được rồi, bây giờ tao sẽ xử lý mày cái thằng kia. Cái gì? Dắt cánh ra đi. Ông xử nó thì tôi nghỉ chơi ông luôn á. Hả? Cái gì? Cậy bắt cậy ông. Bây giờ ông cút ra, không là tôi xử lý cả ông luôn đó. Dắt à, cút ra đi, cút ra đi. Được rồi, vậy á, thôi tôi chơi ông nữa. Dắt cút đi, ông không chơi với tôi thì ơi, cút, tôi không cần chơi với ông nữa. Được rồi, còn bây giờ tao sẽ xử lý bạn cái thằng kia. Hay cha.
Bây giờ nó đã sẹp lép rồi kìa các bạn ơi. Bây giờ mày còn dám bắt nạt tao nữa không? Nó chạy luôn rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ tôi đã là bá chủ của xe vợ này rồi các bạn ơi. Tôi quá đôi, tôi quá mạnh, bây giờ không ai có thể địch lại tôi hết. Đúng là không ngờ một ngày mà có thể trở thành một con gà đôi như thế này luôn các bạn ơi. Được rồi, còn bây giờ tôi sẽ dọn tôi phá làng sinh tố luôn. Mình sẽ phá hết mọi thứ luôn, không còn thứ gì trên này hết. Tôi gà bây giờ là bá chủ. Nổ hết đi, phá hết đi, không còn thứ gì hết nữa. Trời ơi, nhà nè, nhà của thi ha nè, nhà của mọi người luôn. Bây giờ mình sẽ phá nát hết cái làng này luôn. Ủa, ai vậy? Ôi, sao đi, nhà mi, trời ơi, không có gì. Bây giờ em đã trở nên đồ con mà sáu muối rồi. Em sẽ phá tất cả, phá hết cái làng này luôn anh cha. Mấy người chạy đi đâu, đứng lại, em phá hết đây. Cha. Đứng lại đây. Mọi người đi đâu vậy? Không thấy tôi đâu coi. Ôi, đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Vậy tướng tỏ sức mạnh của mình là vô cùng xịn luôn. Các bạn thấy tôi có xịn không? Đôi giỡn cái con gì? Trời ơi, cái con gì? Ôi, thằng này chính là cái thằng bắt nạt mình hồi nãy mình xử nó. Sao bây giờ nó đô hơn, nó bự hơn nữa vậy? Trời đất ơi. Ôi, ngươi muốn gì? Tại sao ngươi lại tới lại cái làng của ta? Ôi trời ơi, mày dám bắt nạt ai? Bây giờ tao cũng có cơ bắp rồi. Trời trời, các bạn ơi, bây giờ nó cũng có cơ bắp rồi kia. Chết trời trời trời. Hồi nãy mày dám xử tao, bây giờ tao đã uống thuốc cơ bắp vô và tao sẽ đô hơn, tao sẽ xử mày. Ôi trời, nó cũng có thuốc cơ bắp sao? Ôi trời trời, mọi người ơi, trời, sao bây giờ nó đô vậy trời? Ôi trời ơi, ai da, trời ơi. Ôi trời ơi, sao nó mạnh quá vậy? Nó hất tôi một cái bay vô gừng luôn rồi các bạn. Trời, nó đang tiến cái chỗ của tôi kìa. Trời ơi, bây giờ nó đồ hơn tôi luôn rồi. Mình phải ra, mình cố gắng xử nó mới được các bạn. Anh con mày lại đây. Ai cha cha, ai cha cha. Trời ơi, nó mạnh quá các bạn ơi. Tôi tức quá mà. Tôi sẽ phải gồng để tôi trở thành đồ hơn và mạnh hơn nữa. Tôi không thể nào như thế này sẽ thua mất. Nó đâu rồi? Ơi, ơi, con được phá cái nhà của tôi. Trời ơi, nó phá nhà của tôi rồi. Ây trời ơi. Cái thằng này, tôi tức quá. Tôi phải đô lên. Trời ơi, các bạn ơi, tôi đã đô quá trời luôn rồi nè. Trời ơi, các bạn nhìn cơ thể của tôi đây. Mày chết chắc với anh tao thằng kia. Các bạn nhìn tôi có đô không? Ây, cha. Trời ơi, tôi đập cả luôn. Mày nè, sao mày chạy? Mày muốn gì hả? Mày nè. Tôi mạnh quá các bạn. Mày nè. Ai cha cha. Mình mạnh quá các bạn ơi. Các bạn nhìn tôi này. Mặc dù cái nhà tôi bị phá nát rồi, tại vì vậy nó nên tôi mới tức đi lên, tôi mới có thể đô con được. Nhưng bây giờ quá trời đất, cái cơ bắp của tôi luôn các bạn ơi. Rồi, nó đâu rồi. Ôi đó kìa, nó đang bay kìa. Được rồi. Ai cha. Và bây giờ tôi sẽ dùng đòn kết liễu mày cái thằng kia. Ai cha. Giờ là mày rồi kìa các bạn ơi. Mày nè. Cuối cùng cũng xử lý được nó xong rồi các bạn. Tôi mà tôi quan trọng là tôi đô quá. Ôi trời, các bạn nhìn tôi này. Ôi trời, quá đất đô luôn. Nhưng mà quan trọng là tôi cảm nhận được cái nguồn cơ bắp trong người của tôi nó đang bự hơn nữa các bạn ơi. Trời ơi, tôi bự hơn nữa ngoài nè. Trời ơi, các bạn nhìn tôi nè. Ôi trời, tôi quá bự. Mày nè, làng sinh tố này. Mày làng sinh tố này, tôi đập bắt mọi thứ trên thế giới này luôn. Trời ơi, tôi đô quá các bạn ơi. Ôi trời, các bạn nhìn này. Một bước chân của tôi là có thể dẫm nát nguyên một căn nhà luôn. Đập nhà này, đập hết. Bây giờ tôi đã là bá chủ của vũ trụ rồi, bá chủ của server, bá chủ của Minecraft rồi. Đập hết, phá hết mọi thứ luôn. Tôi gà 60. Đập hết nè. Bây giờ thì không có thằng nào có thể dám bắt nạt tôi nữa rồi anh em à. Ok thì anh em thấy tôi đô như thế này có xịn không? Có thì đừng quên comment ở dưới kêu là anh gà tôi gà đô quá xịn quá nha các bạn ơi. Và cũng đừng quên like và subscribe video này nữa. Được rồi thì cảm ơn tất cả các bạn xem video này. Và các bạn thích video này đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người đồng xin tốt tim nha. Và cũng đừng quên nhấn vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo từ kênh Tô Gà nha. Được rồi, bye bye mọi người. Hi cha.